Chào các bác nhá. Shop Tân Ánh, shop Ngọc Ánh nhá. Giới thiệu với các bác các mẫu sào, gác cung, sào treo chim. Em quay anh kia đây cho anh em xem. Đây. Thì có các mẫu sào cho các bác lựa chọn này. 3m này. 3m là cây sào ngắn nhất mà chỉ có mẫu mỏng thôi. Đến 4m thì có mẫu mỏng và mẫu dày. 5m thì giờ hiện tại là shop chỉ làm hàng dày thôi. Và 6m cũng chỉ làm hàng dày thôi. Thì bây giờ mấy clip trước tôi có quay ấy là đối với cây sào 6m ấy. Cái này là ở phía trên đỉnh sào này. Nó có một cái con cối để mình xoáy ren. Thì mình có thể mình xoáy cái móc treo hoặc là mình xoáy cái câu niêm vào đây. Đấy, xoáy cái móc treo hoặc xoáy câu niêm vào đây. Thì để nó chịu lực tốt thì có một lô hàng ấy là nó có hai con IV hai bên. Nhưng mà lô hàng sau thì xưởng lại làm ra có một con thôi. Thì các bác nhận được hàng cũng thắc mắc là tại sao lại có một con nhá. Thì đây là shop đã phải đầu tư thêm máy này, đầu tư máy khoan, đầu tư đinh rút IV và sẽ khoan, sẽ rút cho các bác một con IV nữa vào đây. Không riêng gì mẫu 6m và là tất cả các mẫu luôn nhé, cả mẫu 3m, mẫu 4m, mẫu 5m, mẫu nào cũng sẽ rút thêm một con IV nữa cho các bác. Đây là có cái clip để cho các bác nắm được. Thế tiện đây thì cũng báo giá lại luôn được các bác, để các bác nắm được để các bác mua nhé, cho nó tiện, không được các bác cứ hỏi là giá bao nhiêu. Thì bây giờ tôi báo giá từ cái cây nhỏ nhất cho các bác, đó là cây sào 3m. Đối với cây sào 3m này thì shop chỉ có hàng mỏng thôi, để nó giúp cho nhẹ nhàng cho các bác treo chào mào hay là khuyên. Cây sào 3m này là giá của nó là 180.000 nhá, 180.000 này. Thế tiếp theo đến cây sào 4m. Cây sào 4m này sẽ có hai mẫu cho các bác. Đó là cái mẫu hàng mỏng. Hàng mỏng thì phù hợp anh em chơi chào mào, chơi khuyên, chơi chích chòe đấy. Thì nó đơn giản, ít giật cành, cần cây mỏng hơi nhẹ thôi cho nhẹ nhàng nhá. Thì đối với cái sào 4m mỏng này thì giá của nó là 200 nhá, 200. 4m mỏng là 200 này. Tiếp theo là đến 4m dày. 4m dày này. 4m dày này thì giá của nó sẽ là 280.000 nhá, 280.000. Đấy, 4m dày. Và tiếp theo nữa là đến mẫu 5m. Đối với mẫu 5m này thì là shop chỉ làm hàng dày thôi, không làm hàng mỏng, không làm hàng mỏng nữa nhá. Đấy. Mẫu 5m này là 320.000 các bác nhá. Mẫu 5m này là 320.000 này. 320.000. Còn đối với mẫu 6m cũng vậy, là shop chỉ làm hàng dày thôi, tại vì hàng mỏng đưa lên nó rất là mềm, dẻo, yếu, anh em dùng rất kém, hầu như là không dùng được. Thì là shop quay ra làm hàng dày không thôi, 6m này nhé. 6m này là 380.000 các bác nhé, 380.000. Thì cái giá tôi báo với các bác ấy, nó là cái giá cây sào không, giá đã bao ship, giá chưa có phụ kiện. Thế còn các phụ kiện này các bác có thể mua thêm. Ở đây thì đó là câu niêm này. Câu niêm này thì là 120.000 cho cái câu niêm bằng inox, bằng inox cắt. Thì cái này một số anh em cũng không được ưng ý lắm. Thì tôi đang đặt cái câu niêm rèn bằng nửa. Mấy hôm nữa sẽ có cái câu niêm bằng thép rèn. Mấy hôm nữa sẽ có các bác nhé. Cái câu niêm bằng thép rèn thì nó cũng bằng giá với câu niêm này thôi. Nó là 120.000 nhá, 120.000. Nhưng mà câu niêm bằng thép sắp tới là chỉ có câu niêm đơn, có nghĩa là chỉ có một lưỡi thôi, không có lưỡi trên. Cái áo đeo sào này, các bác lấy cái áo nào thì mẫu sào nào tôi sẽ lấy cho cái áo sào phù hợp. Đấy nhá. Ví dụ như cái này là cái áo này là áo dùng chung cho hai cái mẫu 4m và mẫu 5m. Đối với áo sào này thì giá của nó sẽ là 40.000. 40.000 các bác nhé. Thế còn đối với cái áo sào mà dành cho cái mẫu sào 4m với sào 3m ấy, sào 4m sào 3m thì nó sẽ nhỏ hơn thì nó là 30.000 nhé. Còn sào 4m, sào 5m và sào 6m là 40.000. Áo sào này rất là chắc chắn này, dây đeo này, cứng cáp, khóa kéo này nhá. Thế còn cái này là cái móc treo chim. Đấy, móc treo chim này thì do nhà mình sẽ tự uốn, tự làm và tự hàn. Thì cái móc treo chim này là 20.000 các bác nhé. Thì đây là các bác sẽ thấy được là tôi báo giá cây sào này, báo giá phụ kiện này. Thế đây là thông báo với các bác là bây giờ từ ngày mai trở đi, tất cả các lô hàng sào 6m này này, nói chung là tất cả các lô hàng sào gác chim, sào treo chim nhé, thì của shop Tân Ánh, Ngọc Ánh cung cấp đều có hai con IV ở trên đỉnh đây để giúp cho các bác đạt được cái độ chắc chắn. Thì đây là tôi tiến hành làm luôn để các bác xem này. Đưa vào khoan bàn. Khoan thêm một con nữa, khoan được một nơi đối diện nhé. Đối diện này các bác này. Khoan được một nơi đối diện. Cái này nó nằm ở đúng cái vành này này. Đúng cái vành này tôi khoan đúng cái lớn này.
Đấy nhá. Con này nó sáng hơn nặng. Thật đấy, em ra ngoài em khoan mấy cái cho anh đi. Đây nhá, khoan xong này. Khoan xong là quay ra cái khoan đó. Quay ra bắn IV vào nhá. Đây, IV này. Đầu tư cả súng bắn IV bằng hơi luôn. Chơi cho nó máu luôn các bác nhá. Bóp tay thì nó lại hơi lằng nhằng, hơi lâu. Đây các bác này. Xong. Ok chưa? Thế là các bác nhận được cây sào nào thì cũng có hai con IV hai bên nhá. Cái này thì nó hàn đúng ở cái vành trên này. Thì có cái con sau thì tôi có thể tôi khoan xuống dưới hoặc khoan lên trên thì tùy. Khoan ở vị trí nào cũng được nhá. Cây 4 mét này, cây 5 mét, nói chung là cây nào trước khi gửi cho các bác tôi sẽ yêu cầu anh em là gia công thêm cho các bác. Gia công thêm cho các bác một cái con IV nữa. Cái này là hàng gia công thêm nhá. Đấy, hàng gia công thêm rồi. Cái này thì nhôm thì nó mềm rồi, nhưng mà nó qua một lớp inox, inox này cũng là inox dày, nên là khá là cứng các bác nhé, khá là cứng đấy. Cái này thì khoan bàn thì độ chuẩn nó sang nó cao hơn. Rút IV này. Rồi, từng phát là xong nhá. Đây đầu tư rất là nhiều đồ, máy móc rồi rút hơi phục vụ anh em nhá. Nói chung là cây nào cũng chơi, cây nào cũng khoan hết. Cả cây 4 mét này, dày mỏng này, 3 mét cây nào cũng ra cố thêm cho các bác một con IV nữa nhé. Mình xoáy chặt vào nó không xoay. Không xoay thì khoan nó dễ hơn. Đấy, cái mỏng thì khoan dễ. Nhưng mà sang đến cây 4 mét dày này là khoan sẽ lâu hơn đấy. Khoan cho các bác cả cây 3 mét luôn. Cả cây 3 mét luôn nhé. Nói chung là cây nào cũng khoan vậy cho nó chắc chắn. Các bác xoáy cái câu niêm hay là xoáy móc treo vào nó hoàn toàn yên tâm hơn, ok hơn nhá. Rồi đưa qua bên này để bắn nha. Rồi. Cái này mà các bác nào mà dùng đến việc rút nhiều ấy, dùng cái máy này rất là tiện này, dùng súng rất tiện này. Một phát một duy nhất thôi. Đấy, một phát một duy nhất là xong nhé, không phải bấm bằng tay 4-5 phát đâu. Đấy. Đấy. Rồi, không hề ảnh hưởng gì trong này nhé. Trong này các bác xoáy ốc, xoáy câu niêm thoải mái này. Nói chung không ảnh hưởng gì hết nhé. Không ảnh hưởng. Đây các bác có nhìn các bác xoáy ốc này vào này. Xoáy cái móc treo vào này. Móc treo vào luôn. Chân chuông con này nhé, ok nhé các bác nhé. Thế đây là gia cố thêm cho các bác một con IV nữa ở trên đỉnh đầu. Tất cả các mẫu luôn. Tất cả các mẫu luôn các bác nhé. Giá không đổi nhá. Đây, cái này thì chưa bắn. Giá vẫn không đổi, giá vẫn như vậy thôi. Vẫn như là tôi báo giá thôi. Còn cái này thì nó không có thì tôi bổ sung thêm cho các bác cho nó chắc thôi nhá. Còn giá không hề thay đổi. Rồi, ok. Thế này thì nó đảm bảo cái độ chắc cho mình. Khi các bác dùng mà trong cái việc giật cành hay là
hào treo gì đấy thì nó rất là chắc nhá. Đó. Rồi xin cảm ơn các bác đã theo dõi nhá. Mong nhận được sự ủng hộ của anh em dành cho shop nhá, shop Tân Ánh Ngọc Ánh. Mọi thông tin thì các bác liên hệ trực tiếp các số điện thoại giúp tôi nhá, các số điện thoại trên đầu trang. Rồi xin cảm ơn các bác, hẹn gặp lại các bác trong clip sau nhá.